Ừ, thưa sư, sư cho con hỏi Đức Phật có dạy thiền tha thứ hay không? Hoặc có vị thánh đệ tử nào triển khai từ lời dạy của Đức Phật không? Ừ, con có google thì có bài viết chia sẻ là thiền tha thứ giống như là một sự hỗ trợ cho thiền tâm từ Xin sư chỉ dạy cho con. Uh, bản thân ấy, cái việc uh, mà mình gọi là thiền tha thứ chứ thực tế mà nó nó không nó chưa gọi là thiền nó chưa gọi là thiền uh, quý vị nên uh, hiểu như thế này thiền á um, chúng ta dùng cái từ thiền nó nó rất là chung chung nó rất là chung chung nó uh, chúng ta có ba cái thuật ngữ nó có ba cái thuật ngữ liên quan đến thiền thứ nhất là samatha samatha thì nó chỉ về các phương pháp thực hành thì chỉ bao gồm là 10 cái á na sáu tùy niệm uh, Đề một mục uh, uh, niệm hãy uh, trượt Uh, rồi um, uh, tứ đại, rồi um, cái gì? bốn vô lượng tâm đấy thì nó thuộc về samatha. Còn thứ hai đó là cái uh, samathi thì nó lại thuộc về mình gọi là cái 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 định tâm, tức là cái khả năng tập trung của tâm. Anh tập trung của tâm. Cái thứ ba đó là cha nát, cha ná thì nó lại là các cái thiền chứng, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thành ra đó cái mà chúng ta gọi là cái 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 thiền tha thứ thì cái chữ thiền ở đây đó nó không phải là samatha, nó cũng không phải là cha nát mà nó là samathi Tại sao? bởi vì khi đó chúng ta cần có cái sự tập trung của tâm cần có sự tập trung của tâm để chúng ta hướng cái tâm về cái sự tha thứ và cái tha thứ này đó cái tha thứ này đó nó là một cái ứng dụng một cái khía cạnh ứng dụng của tứ vô lượng tâm quý vị cứ nghĩ là trong những cái lời dạy của Thế Tôn thì trong rất nhiều những bài kinh thì Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta tha thứ cho những cái người đã làm tổn hại mình dù quý vị chưa có đọc được đi chăng nữa thì quý vị có tin là có những bài kinh đó hay không? Đức Thế Tôn chắc chắn là có dạy chúng ta tha thứ nhưng mà ngài không phát triển nó lên thành một phương pháp thiền. Các vị thánh cũng không phát triển nó lên thành một phương pháp định tâm. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nếu mà một vị nào đó đề nghị chúng ta hãy tập trung tâm của mình lại để mà tha thứ thì nó sai chánh pháp thì nó không đúng. Tại vì nó là một khía cạnh ứng dụng của tứ vô lượng tâm. Và cụ thể là cái sự chuẩn bị, cái sự chuẩn bị để hành thiền tâm từ cho nó dễ dàng hơn. Bởi vì đó đối với một hành giả tâm từ thực hành thiền tâm từ á thì vì đó rất dễ bị chướng ngại, rất dễ bị chướng ngại bởi những cái sự thù oán bởi những cái người mà họ ghét thành ra cái sự mà tha thứ nó là một cái khía cạnh ứng dụng khiến cho vì đó thực hành thiền tâm từ nó dễ dàng hơn à, cho nên là chúng ta có thể hiểu đây là một khía cạnh ứng dụng đây là một khía cạnh ứng dụng Uh, có thì tốt bởi vì nó nó giống như là uh, khởi động cơ thể trước khi mà xuống nước vậy đó uh, còn không có thì uh, khi mà thực hành á nó sẽ chắc trở hơn một chút xíu nhưng mà nếu như chúng ta thực hành tâm từ một cách đúng đắn thì thực sự mà nói cũng không cần cũng không cần thực hành cái thiền ta thứ này bởi vì sao bởi vì quý vị thấy là khi sư hướng dẫn hành thiện tập từ á, sư đâu có gì hướng dẫn quý vị tha thứ tới ai đâu? Bởi vì nó theo cái thứ tự, theo thứ tự là khi mà mình hướng cái tâm từ mình đến những cái người mình đáng kính, những người đáng kính, rồi hướng tâm từ đến những cái người đáng mến, rồi từ từ mới hướng tâm từ đến những người dưỡng dưng và khi cái tâm từ chúng ta đã mạnh rồi đó khi tâm từ chúng ta đã mạnh rồi nó kiên cố tương đối kiên cố rồi thì chúng ta có hướng tâm từ đến những người mình ghét những người mình không ưa những người mình có oan trái thì mình vẫn có khả năng hướng tâm từ đến với họ thì như vậy à, mình không cần phải chuẩn bị qua một bước mà mình gọi là thiền tha thứ Uh, tuy nhiên nếu như mà ai tiếp xúc với việc hành điện tâm tư uh, mà không có đi theo một cái lộ trình uh, mà nó chính quy á chính quy thì uh, mình có thể hành thiện tâm tha thứ cũng được chứ không có sai ha cho nên uh, tóm lại thì sư thì sư không có áp dụng nhưng mà sư không có bài xích và nếu ai mà thực hành á thì uh, sư cũng không có cản bởi vì nó cũng không có không có nghịch nó không có nghịch ha hey.